Xin chào các bạn, trở lại với bản tin giá vàng của kênh Net Media CCTV. Hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát trên các hệ thống kinh doanh vàng cho thấy, giá vàng SJC trong nước sáng nay tiếp tục mất đi từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng trên một lượng, ghi nhận giảm ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ nhích lên đôi chút so với ngày hôm qua, và giá vàng trong nước cao hơn vàng thế giới lên đến 7,5 triệu đồng trên một lượng. Còn trên thị trường vàng thế giới, ghi nhận vào lúc 6 giờ 5 phút sáng nay theo giờ Việt Nam, trên Kitco giá vàng thế giới giao ngay tăng nhẹ 0,01% lên 1.697,9 USD trên một ounce. Giá vàng giao tháng 5 cũng tăng 0,05% lên 1.695,7 USD trên một ounce. Sáng nay, giá vàng SJC được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết tại Hà Nội chiều mua vào là 55.450.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng. Chiều bán ra 55.850.000 đồng một lượng, giảm 200.000 đồng. Chênh lệch mua với bán 400.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào là 55.450.000 đồng một lượng, chiều bán ra 55.850.000 đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán. Chênh lệch mua với bán 400.000 đồng một lượng. Tại Đà Nẵng niêm yết ở chiều mua vào là 55.400.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng. Chiều bán ra 55.850.000 đồng một lượng, giảm 250.000 đồng một lượng. Chênh lệch mua với bán 450.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm nêu trên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội chiều mua vào là 55.500.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng. Chiều bán ra 55.920.000 đồng một lượng, cùng giảm 100.000 đồng. Chênh lệch mua với bán 420.000 đồng một lượng. Tại Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào là 55.500.000 đồng một lượng, chiều bán ra 55.900.000 đồng một lượng, cùng giảm 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán. Chênh lệch giữa mua với bán 400.000 đồng một lượng. Tại Đà Nẵng niêm yết ở chiều mua vào là 55.500.000 đồng một lượng, chiều bán ra 55.920.000 đồng một lượng, cùng giảm 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua với bán 420.000 đồng một lượng. Giá vàng BNJ niêm yết ở chiều mua vào 55.400.000 đồng một lượng, giảm 200.000 đồng. Chiều bán ra là 55.850.000 đồng một lượng, giảm 150.000 đồng. Chênh lệch giữa mua với bán 450.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC của Phú Quý niêm yết ở chiều mua vào là 55.400.000 đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng. Chiều bán ra 55.800.000 đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng. Chênh lệch giữa mua với bán 400.000 đồng một lượng. Tiếp theo bản tin, mời các bạn xem giá vàng của các tổ chức ngân hàng lớn. Giá vàng tại Vietinbank Gold mua vào 55.450.000 đồng một lượng, bán ra 55.870.000 đồng một lượng. Vàng tại Maritimebank mua vào là 55.150.000 đồng một lượng, bán ra 56.300.000 đồng một lượng. Giá vàng tại SCB mua vào 55.100.000 đồng một lượng, bán ra 55.700.000 đồng một lượng. Giá vàng tại Shopcombank mua vào 53.000 đồng một lượng và bán ra là 54.100.000 đồng một lượng. Ở phần cuối bản tin là thông tin thị trường vàng thế giới và tỷ giá tiền tệ của ngày hôm nay. Tính đến lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, ngày 5 tháng 3 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.692 USD trên một ounce. Vào đêm hôm qua, ngày 4 tháng 3 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.712 USD trên một ounce. Vàng giao tháng 4 trên sàn COMEX New York ở mức 1.710 USD trên một ounce. Như vậy, giá vàng hôm qua cao hơn khoảng 12,6%, tương đương 191 USD trên một ounce so với đầu năm 2020. Và giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD của ngân hàng có giá là 48,4 triệu đồng trên một lượng chưa tính thuế và phí, thấp hơn giá vàng ở trong nước khoảng 7,5 triệu đồng trên một lượng tính đến cuối giờ chiều cùng ngày. Giá vàng giảm vào cuối phiên giao dịch ngày thứ năm, ngày 4 tháng 3 xuống gần mức thấp nhất trong 9 tháng, vì đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed John Powell không đưa ra tín hiệu về bất kỳ động thái nào nhằm giải quyết sự tăng vọt của lợi suất trái phiếu. Vàng đã tăng trong phiên giao dịch sáng nhưng lao dốc sau đó và giảm xuống dưới ngưỡng 1.700 USD trên một ounce lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2020. Vào ngày 3 tháng 3, lượng vàng nắm giữ tại quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020. Còn trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc cũng ghi nhận giảm 3,2% xuống 25,24 USD trên một ounce. Giá Palladium giảm 0,3% xuống 2.346,19 USD trên một ounce. Và giá Bạch Kim giảm 3,7%
xuống 1.123,49 USD trên một ounce. Quay lại trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 5 tháng 3 năm 2021. 1 USD bằng 23.166 Việt Nam đồng. Và sau đây là tỷ giá mua bán của một số đồng ngoại tệ khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam niêm yết, mời các bạn tham khảo. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là bảng giá vàng ở trong nước được cập nhật vào lúc 10 giờ sáng hôm nay và một số thông tin thị trường vàng thế giới do kênh Net Media CCTV tổng hợp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin vào ngày mai.